Cát Tường rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị khán giả trong chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Thưa quý vị, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, trước tiên Cát Tường xin giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chúng ta: chuyên gia tâm lý Linh Trang, diễn viên Lan Phương và bác sĩ Lan Hải. Ngoài ra, chương trình của chúng ta còn có sự đồng hành của các bạn trẻ: bạn Anh Thắng, bạn Mai Phương, bạn Tuyết Giang và bạn Ngọc Tuyền. Kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, Cát Tường xin chia sẻ đến quý vị một vấn đề mà Tường nghĩ rất là nhạy cảm và tế nhị, đó chính là chuyện quan điểm về tình dục trong cuộc sống hiện nay. Có một số người thì quan điểm là phải có tình yêu thì mới có thể có chuyện đó được, nhưng cũng có một số quan điểm ngược lại là tình yêu là tình yêu mà chuyện đó chỉ là một nhu cầu sinh lý của con người mà thôi. Vậy thì như thế nào mới đúng đây? Và đặc biệt là khi xã hội ngày càng phát triển thì quan điểm của chúng ta ngày càng phong phú và đa chiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này ngay bây giờ. Nhưng trước tiên, Cát Tường xin mời chúng ta cùng xem một đoạn clip ngắn. Tình yêu và tình dục lâu nay vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi trong các mối quan hệ tình cảm. Trong đó nổi bật nhất là các quan điểm về việc có nên phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình dục, hay đó phải là hai yếu tố có quan hệ mật thiết với nhau. Và nếu giữa hai người chỉ đến với nhau vì những nhu cầu sinh lý hơn là có những cảm xúc yêu đương thì có phải là hướng quan hệ đúng đắn? Theo thống kê của Google, nhiều năm qua, Việt Nam có tỷ lệ người tìm kiếm từ khóa sex cao trên thế giới. Thì có thể thấy nhu cầu về tình dục và công khai thể hiện điều đó đang là một hiện tượng đáng chú ý hiện nay. Thế nên vấn đề tình dục và tình dục thoáng đã đến lúc cần được mổ xẻ và định hướng một cách tích cực hơn. Tình dục rõ ràng là bản năng và nhu cầu của con người từ thuở sơ khai, nhưng trước các định kiến và quy tắc đạo đức nên tình dục mà không gắn với hôn nhân hay tình yêu thì sẽ là một hành vi sai trái. Và nếu một người muốn quan hệ tình dục chỉ vì nhu cầu riêng sẽ phải che giấu hay có khi phải kìm nén điều đó. Mặc dù vậy cũng sẽ là tai hại nếu ủng hộ việc quan hệ tình dục phóng khoáng mất kiểm soát. Khi đó quan hệ tình dục chỉ để hưởng thụ giải trí sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ nghiêm túc, tác động đến hạnh phúc gia đình. Từ đó còn có thể kéo theo các hoạt động mại dâm và nhiều tệ nạn xã hội khác. Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, thế nên cần phải xác định rõ quan điểm về tình dục thoáng hay tình dục không cần tình yêu là như thế nào. Và nếu điều đó xảy ra, thì cần có những nền tảng và trách nhiệm gì cho người trong cuộc trước lựa chọn phân chia rạch ròi giữa tình dục và tình yêu. Khi chúng ta xem cái đoạn clip thì không biết là các bạn có cái suy nghĩ như thế nào? Bạn Tuyền, bạn nghĩ như thế nào? Theo quan điểm của em thì bản thân em cũng là một người có lối sống nó khá là Tây. Em nghĩ rằng cái quan điểm phóng khoáng của phương Tây thì cũng là một quan điểm hay. Hiện tại thì nó chưa hợp với cả phong văn hóa và phong tục của người Việt Nam. Nhưng em nghĩ rằng chúng ta cũng nên thay đổi quan niệm một chút. Bạn có từng là người trong cuộc hay chưa? Không có tình yêu nhưng mà vẫn có chuyện đó. Em đã trải nghiệm điều đó rồi. Nên bạn thấy là điều đó cũng đối với bạn là cũng bình thường. Vẫn bình thường. Vâng, cảm ơn bạn. Vậy bạn Giang thì nghĩ sao? Nói chung các bạn là bây giờ cũng đã thoáng hơn. Nhưng mà bản thân em thì em thiên về cái tình cảm hơn. Thêm một quan điểm, một ý kiến nữa. Bạn Thắng, bạn nghĩ sao? Em thì nghĩ là cũng gần giống như Tuyết Giang. Nói chung là cơ sở tất cả mọi thứ đều phải bắt nguồn từ tình yêu. Sau đó thì mình mới lên từng bậc. Bạn là nam, bạn cũng nghĩ như vậy hả? Truyền thống văn hóa của mình nên nó đã như vậy, nên những lúc mình cũng cởi mở nhưng mà đừng có giống như phương Tây, tại cái đó là văn hóa của họ rồi, còn văn hóa phương Đông của mình nó khác. Vậy bạn chưa khi nào trải nghiệm cái điều giống như bạn Tuyền đã trải nghiệm sao? Cái đó thì chưa. Vậy bạn Mai Phương thì thấy sao bạn? Đối với em thì tùy theo quan điểm và ý thức cũng như lối sống của từng cá nhân thôi. Em nghĩ là có trách nhiệm bản thân đối với mình và đối phương và an toàn trong những cái vấn đề để tránh những cái hậu quả sai lầm sau này. Có nghĩa là nếu như chúng ta cảm thấy điều đó chúng ta chịu trách nhiệm được thì chúng ta mới làm. Dạ. Cảm ơn bạn. Lan Phương nghĩ sao? Bản thân Phương thì Phương cũng thực sự là thời gian trước Phương vẫn là một cô gái khá là truyền thống về chuyện này. Nói chung là mình cũng nghĩ rằng là cái đó nó phải là một sự kết tinh của tình yêu, nó phải sự thăng hoa của tình yêu. Và có lẽ đẹp nhất là lúc mà chúng ta lấy chồng lập gia đình và sẽ được trải nghiệm cái điều đấy. Thế nhưng mà bởi vì bản thân Phương thì rõ ràng là không phải là cô gái 18-20 nữa, mà mình cũng đã lớn dần. Và cái tư tưởng của mình cũng tự nhiên mình cũng cảm thấy mình cởi mở, mình cũng thoáng hơn. Thì mình nghĩ rằng là nó cũng không phải là một cái gì để mà đánh giá xem là chính xác là mình có
tốt hay là đạo đức hay không, đừng có thế này thế kia không, nó không thể đánh giá được những cái điều đó. Mà nó chỉ đánh giá được vào thời điểm đó rằng là hai người có đủ tình cảm cho nhau hay không. Theo ý mình thì cái quan niệm đông hay tây có lẽ nên thu về là quan niệm truyền thống hay là thoáng. Theo tôi nghĩ thoáng ở đây tức là tây ấy, là ở chỗ người ta có thể tự nhiên và rất giản dị nói về cái ước muốn và những cái thầm kín của mình mà không sợ bị coi là xấu. Người ta không quan trọng lắm cái chuyện chi tiết, cho nên cái chuyện quan hệ trước hôn nhân nó sẽ không bị coi là một cái để lại một cái hậu quả, một cái hệ lụy lê thê đằng sau đấy. Và cái cuối cùng là cha mẹ và những người đi trước không quá can thiệp sâu vào những quyết định quan trọng về tình cảm của con em mình, thế cho nên họ mới thoáng được. Thế còn nếu chúng ta mà thoáng mà chưa đủ đạt đủ ba cái tiêu chuẩn đấy thì có lẽ là sẽ gây ra những cái tai nạn cho chính mình. Một cái nghiên cứu của tôi cách đây cũng khá lâu rồi đó, thì nghiên cứu về vấn đề thái độ của sinh viên đối với quan hệ tình dục và về mặt nhận thức đó, thì phần lớn các phiếu trả lời đều trả lời là không đồng ý với quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng mà về mặt hành vi đó thì có hơn 12% là đã từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cho nên có thể nói rằng là thoáng là thanh niên bây giờ với cái hiện trạng bằng công việc của mình quan sát được thì mình thấy là các bạn rất là thoáng. Tôi muốn hỏi Thắng, vì lúc nãy Thắng cũng khá là như mình phân chia là cũng khá là truyền thống trong vấn đề này, thì tại sao Thắng lại nghĩ rằng là chuyện đó nó phải đi đôi với tình yêu? Tại vì em nghĩ tình yêu thì nó sẽ là đẹp, hẹn hò xem phim hay là đi chơi, đi ăn kem, chỉ cần ngồi đối diện với nhau, nhìn nhau qua những ánh mắt hay là những cái cười, cái nắm tay thôi thì nó cũng đã làm cho hai người ta cảm thấy là hạnh phúc rồi. Chứ không cần mình phải đi quá giới hạn nào đó. Sao không rạch ròi ra đi, tình yêu là tình yêu mà chuyện đó là chuyện đó, mà phải cứ chung với nhau là phải như vậy thì mới được như vậy. Nếu như mà chỉ về giải quyết nhu cầu thì nó, em thấy nó cũng không có được gọi là mang lại một cái cảm giác hạnh phúc lắm. Bởi vì đó là nó thực sự giống như là một điều hạnh phúc nhất mà mỗi khi mà cái con người ta mà mình cảm giác là được bên người mà mình yêu thương nhất. Nên là Tuyền, sao suy tư nha Tuyền, Tuyền chia sẻ quan điểm của Tuyền. Không, tại vì quan điểm của em khá là khác. Cái khác ở đây chính là sự thú vị trong cuộc sống. Tức là em rạch ròi rõ người tình hay là người yêu. Người tình và người yêu. Vâng. Khác nhau. Khác nhau chứ. Người yêu là có tình yêu. Và cùng một lúc bạn có thể vừa có người yêu, có thể vừa có người tình. Vâng. Ồ. Em theo một cái phong cách thật sự là mình nghĩ sao mình nói vậy và mình hãy sống với đúng bản thân mình để cho sau này mình không bao giờ ân hận. Người tình thì sẽ là sự khám phá, giống như một cái cảm giác lạ nào đó nó chợt ùa đến. Nhưng người yêu thì lại mang cho em một cái sự quý giá và sự trân trọng. Thế thì đối với cái mối quan hệ mà là người tình đó, thì em có trân trọng không? Cái đó em cũng rất trân trọng. Bạn ấy chia sẻ một cái quan điểm rạch ròi là cái điều đáng quý rồi. Đáng quý. Nhưng mình ở góc độ tâm lý là mình lại rất hiểu. Điều Tiền nói là ở chỗ là cái rung động về giới tính á. Từ khi mà mình dậy thì rồi đó thì mình có rung động cảm xúc với cái người khác giới. Và có thể là từ cái rung động đó nó nảy sinh tình cảm, nuôi dưỡng tình cảm thì nó thành tình yêu. Nhưng ngược lại có những cái nó đơn thuần là cái rung động giới tính. Cho nên ngay cả khi người ta đang đi cùng với người mình rất yêu thì người ta cũng có thể có rung động giới tính với một cái người khác giới mà hấp dẫn, gợi cảm về mặt tính dục. Và vì vậy nếu như mà bản thân cái người đó mà thiếu kiểm soát hoặc là mối quan hệ của họ như thế nào đó thì họ vẫn có thể dẫn đến những hành vi tính dục đối với cái đối tượng mà gây cái cảm xúc rung động. Thì tôi hiểu là Tuyền chia sẻ, một là về mặt xúc cảm, hai là về mặt tình yêu. Chứ còn mình không nên là đi sâu vào việc hành vi của bạn thì đó là chuyện đời tư của bạn ấy, đúng không ạ? Đúng rồi. Tình dục với tình yêu là hai vấn đề khác nhau là hai vấn đề riêng biệt. Bản chất của tình dục á là duy trì nòi giống, và ngay từ tổ tiên mình cách đây hơn 10.000 năm, nếu mình đọc trong sách thì người ta nói cũng đã vậy rồi. Nhưng mà với xã hội phát triển văn minh hiện đại đó thì cái việc duy trì nòi giống đó nó gắn với một cái hành vi có ý thức của con người, do vỏ não của con người điều khiển. Mà hành vi có ý thức thì nó phải gắn với chuẩn mực xã hội. Chính vì cái điều đó đó, cái tình dục của xã hội hiện đại nó mang tính xã hội, nó gắn thêm các chuẩn mực về thẩm mỹ và đạo đức vào trong đó. Và bản chất như mình nói là tình dục á, thì dẫn đến duy trì nòi giống.
mà hiện thời xã hội văn minh hiện đại duy trì là giống là hai vợ chồng sinh ra đứa con để đảm bảo thế hệ sau của mình được khỏe mạnh, được an toàn, không bị các cái bệnh về mặt di truyền. Mà để đảm bảo như vậy đó thì chỉ có là trong hôn nhân thì chúng ta mới có được cái tình dục an toàn và có trách nhiệm như vậy. Và để đi đến được hôn nhân thì người ta không phải chỉ có tình dục không, mà người ta đòi hỏi phải có một cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, đó là tình yêu. Chính vì vậy dù tình dục và tình yêu là hai vấn đề khác nhau, nhưng trong xã hội của mình nó không bao giờ tách rời nhau. Và một mặt khi tình dục đã đạt đến cái mức độ mà đòi hỏi cao, muốn được thỏa mãn chín mùi rồi đó, và để an toàn và có trách nhiệm thì kết hôn đi, lấy nhau để cho quan hệ thoải mái mà không bị ai đánh giá gì nữa hết. Vậy hôn nhân là cái mục tiêu cuối cùng hết để tình dục hướng đến. Ngược lại khi người ta sống trong hôn nhân, người ta có quan hệ tình dục thì cái tình dục đó nó biểu hiện sự yêu thương, nó biểu hiện tình cảm. Hành vi tình dục là hành vi biểu hiện sự yêu thương mạnh mẽ nhất để cho người yêu của mình cảm nhận được cái tình yêu của mình, cho nên hai cái này nó không tách rời. Từ đầu đến giờ mình vẫn có hai quan điểm, coi như là một quan điểm truyền thống và một quan điểm hiện đại. Theo như các bạn thấy hai cái luồng quan điểm đó nó có những cái mặt hạn chế nào? Bạn Tuyền có thể chia sẻ trước điều này. Theo thì mặt quan niệm truyền thống thì chắc chắn là không hợp em rồi. Vậy thì hiện đại. Dạ, hiện đại. Theo bạn chẳng lẽ tốt hết, có những cái hạn chế hiện đại nào? Chắc chắn là không tốt hết. Em đã từng đánh mất chính hạnh phúc của mình mà sau này em mới nhận ra rằng là nhẽ mình nên cưới cô ấy trước khi đánh mất cô ấy. Bởi vì sau này khi em cảm thấy mệt mỏi với những cuộc phiêu lưu thì em thấy là điều đó không nên, thật sự không nên. Và em nghĩ rằng nếu như để sau này khi đứa con của mình ra đời nó lại đi theo những vết xe đổ đấy. Nãy giờ thì Thắng luôn là luôn luôn bảo vệ cái quan điểm truyền thống của mình. Là một người nam, bạn không thấy bạn thiệt thòi mất mát gì hết hả? Nói chung là em có thể điều khiển được mình. Mình có thể là tự giải quyết được. Chị nghĩ đó cũng là một cái mặt hạn chế. Em nghĩ là tùy người thôi, bởi có những người cái điều đó nó hợp với họ thì họ cảm thấy rất là thoải mái. Về mặt mà các bạn sống thử hoặc là tình dục một tình một đêm hay là tất cả mọi thứ đó cũng là một cái hệ lụy, một cái trào lưu hậu quả mà làm cho những giới trẻ như vậy. Em cũng có một người em gái và em cũng không muốn là em gái của em sống theo như vậy, nên em cũng bắt là phải học hành đến nơi đến chốn, rồi xong rồi tình yêu thì chỉ giới hạn là tình bạn thôi, rồi chứ còn không được đi quá giới hạn đó. Còn khi nào mà muốn tiến sâu á thì phải có một cái cuộc đám cưới là hôn nhân. Nhưng mà theo em nghĩ thì việc mà kìm hãm như thế, việc mà cứ giữ gìn nguyên vẹn cho đến khi cưới, liệu có làm cho những cái người trẻ ngày hôm nay họ bị ức chế, họ bị bệnh tật hay thậm chí còn kém thông minh đi không? Trước đây thì con người Việt Nam của mình cũng là giống như vậy đúng không? Họ có bị bệnh rồi. Sao em biết là họ giống như vậy? Đó là tại mình chưa nghiên cứu, chưa con số thôi. Mình không biết thôi. Là đa số 90% mọi người kết hôn rất sớm. Người ta bảo là 13 với 15 đó. Đấy, cho nên là cái chuyện mà họ kết hôn sớm thành ra họ được trải nghiệm cái chuyện. Bây giờ như chị Phương bây giờ bao nhiêu rồi nè mà còn chưa lấy chồng nữa nè, thấy chưa? Nhưng mà đó là cái quan điểm của bạn thì mình cũng phải tôn trọng. Bây giờ mình hỏi bạn Giang, theo Giang thì Giang thấy có những cái mặt hạn chế nào trong những cái quan điểm này? Cái quan điểm mà mình gọi là thoáng đó thì em thấy là tạo ra sự dễ dãi quá cho nhiều người, bởi vì họ cứ vin vào cái chữ giống như là thoáng đó nên thành ra là một cái thói quen không tốt. Cái người mà bạn trai á thì tuy rằng là miệng á thì rất là thoáng, nhưng khi mà cưới vợ về thì hoàn toàn lại không thoáng với những người phụ nữ đó. Nên là đó là lý do mà tại sao mà các bạn gái á vẫn còn e dè cho mình một chút nào đó. Theo em nữa là lỡ thoáng rồi sau này mình khi mình hôn nhân mình sẽ bị thiệt thòi đúng không? Dạ. Phương thì sao Phương? Nếu mà đợi đến tới hôn nhân á thì thật sự là tới lúc đó thì nhiều khi chúng ta chưa khám phá được cái chính xác về cơ thể của nhau. Thì nếu mà có trục trặc gì đó thì mình đã kết hôn rồi. Em thì có, em nghĩ là có một cái hạn chế mà em có biết và có nghe rất là nhiều là những người đàn ông mà ban đầu họ gọi là, nói đơn giản là không có khám phá nhiều ấy, họ cũng giữ quan niệm truyền thống. Sau khi họ lấy vợ xong thì tự nhiên đến một khoảng thời gian nào đó họ cảm thấy bắt đầu có thể là không hợp lắm với vợ, cảm thấy cũng hơi chán và muốn tìm của lạ, bởi vì bản thân họ khi hồi trẻ
họ không, họ dữ quá, họ không dữ. Biết nhiều những cái đó, mà tự nhiên xong rồi phương tiện truyền thông về mọi thứ bắt đầu họ tò mò, và tại sao hồi đấy mình lại không thử nhiều hơn, tại sao bây giờ, mà nhất là khi mà họ lại có một chút tài sản hay cái gì đấy thì họ lại càng dễ dàng đi ra ngoài, và tự nhiên họ muốn, họ muốn làm những cái chuyện coi như là dẫn đến tình trạng ngoại tình. Đúng rồi, ý Phương muốn nói là ngoại tình, và cuối cùng dẫn đến là hạnh phúc gia đình không tốt một chút nào. Đó cũng là cái một hạn chế mà rất là nhiều. Cái quan điểm mà truyền thống ấy, dạ, nó có một cái hạn chế là người ta không được sống thật sự cái giây phút, cái khoảnh khắc, cái giai đoạn ấy, cái thời kỳ của mình, mà người ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không ai sống hộ ai được. Thế cho nên là chúng ta cứ sợ dư luận, sợ chứ không làm hài lòng cha mẹ, sợ không có nghề nghiệp ổn định, sợ đủ thứ hết. Đâm ra nó bị cái hạn chế rằng là nó làm cho người ta không có được cái sức sống, một cái sức sống thực sự. Còn cái thứ hai là đứng về mặt quan điểm thoáng ấy, thì các quý bạn ở đây cũng nói nhiều rồi, thì mình thấy rằng là nó quan điểm thoáng nó phải được dựa trên những cái basic, những cái nền tảng, những cái điều kiện để mới thoáng được. Chứ còn bạn ai cũng thoáng ấy thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy mà các em ở đây đều thấy, và chúng ta hầu như là cái sự thiệt thòi nó luôn nằm ở phía người phụ nữ. Đôi khi nó nằm ở phía người đàn ông, bởi vì người ta đánh mất đi cơ hội, người ta cảm thấy chán trường, người ta cảm thấy bão hòa về tâm lý, về sinh lý, vân vân. Rõ ràng mọi người chia sẻ nãy giờ mình thấy hạn chế cả về vật chất lẫn tinh thần, không phải có nghĩa là cả về sinh lý cơ thể lẫn là cái tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống đó. Thì một trong những cái mà mình thấy cái quan điểm truyền thống đem lại đó là nó giúp cho mình giữ được cái mối quan hệ bền chặt. Và một góc độ nào đó thì các bạn nói là cũng với quan điểm truyền thống đó, khi lấy vợ lấy chồng rồi thì là lần đầu tiên nó sẽ đem lại sự thăng hoa, không vâng. Nhưng cũng chính cái điều đó, nếu mình máy móc quá đó, nó đem lại nhiều nỗi khổ sở cho phụ nữ lắm. Bởi vì bản thân phụ nữ đó thì khi mà lỡ một lần nào đó với ai và nghĩ rằng là mình đã như vậy thì có nghĩa là mình phải gắn bó với người đó suốt đời. Cho nên mặc dù sau cái lần lỡ đó đó, phát hiện ra người đàn ông đó không tốt một chút nào hết, cả về tính cách, cả về lối sống, nhưng mà không thể chấm dứt mối quan hệ, bởi vì em đã lỡ với anh đó rồi. Dù người đó thế nào đi chăng nữa, họ cũng kết hôn với người đó, vì họ nghĩ rằng làm chuyện đó là chuyện vợ chồng, cho nên kể từ ngày đó là mình là vợ của anh ấy rồi. Và cái điều này nó gây cái khổ sở về đời sống của người phụ nữ rất là nhiều. Nhưng ngược lại đó thì cũng có nhiều người phụ nữ đó là chưa từng nếm trải một cái gì đó trong cuộc đời, thì cho đến khi lấy chồng đó thì mới phát hiện ra là mình không có cái khả năng để thỏa mãn về mặt tình dục. Thoáng quá thì lại dẫn đến là những cái tác hại, như mình nói, nếu mình không có ý thức để giữ gìn sức khỏe và duy trì nòi giống thì dẫn đến bệnh lây nhiễm hiện nay là rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái biến chứng khi mà sinh con, cái khả năng duy trì nòi giống của mình nó sẽ giảm sút nếu mà chúng ta trước khi kết hôn mà chúng ta quan hệ tình dục bừa bãi và không an toàn. Như vậy cái nào nó cũng có hạn chế, cái nào nó cũng có cái mặt phát huy được nó, quan trọng là chúng ta có những giải pháp cho từng cái vấn đề đó. Mình nên làm như thế nào để có thể dung hòa điều này? Theo em á, thì giải pháp ở đây là nên hướng cho hươu chạy đúng đường. Thường ta nói là vẽ đường cho hươu chạy, dạ, bây giờ mình hướng cho hươu chạy đúng đường. Em cũng đồng ý với lại là bạn Phương, đó là phải có sự giáo dục về giới tính, cũng như là về vấn đề an toàn, nhận thức được là những cái nào gọi là về trách nhiệm, những cái nào gọi là buông thả, thì như vậy sẽ có được lối sống tốt, cho dù là thoáng hay là không thoáng. Cho nên em nghĩ rằng cái sự dung hòa là cần thiết nhất. Mình vẫn giữ những cái truyền thống của mình, nhưng không có nghĩa là mình trói mình trong một cái khuôn khổ. Mình vẫn có thể tìm hiểu, nhưng đặc biệt như chị nói là phải rất an toàn, và đặc biệt phải lành mạnh. Thì nghĩ rằng hai quan điểm đó thật sự sẽ có ích khi nó bổ trợ cho nhau hơn. Thắng thì hồi nãy Thắng cũng chia sẻ là cũng có em gái nữa, cho nên chắc là Thắng cũng suy nghĩ, suy tư về cái vấn đề này nhiều. Thì Thắng có nghĩ ra cái giải pháp nào có thể chia sẻ với mọi người? Đối với em thì em chỉ thấy là em muốn đó là mối quan hệ bạn bè thôi. Và không nên đi quá giới hạn. Thì sau khi mà mình có việc làm ổn định rồi, mình có, nói chung là mình quyết định được tất cả mọi thứ, thì mình có thể để không, để làm một điều gì đó mà mình cảm giác mà mình bị hối hận hồi xưa, tại sao là tại mình đã tóm lại là giải pháp của bạn vẫn chỉ là giữ và giữ.
Dạ. Chị nghĩ là cái việc mà nếu mà chúng ta cấm hoặc là hạn chế thường nó lại càng khiến cho người ta tò mò hơn và muốn được vượt ra ngoài khuôn khổ. Đó là lý do mà tự nhiên bây giờ giới trẻ quá thoáng là bởi vì đã bị cấm, đã bị kìm nén quá nhiều. Thế cho nên là chị nghĩ là em nên nói là anh đưa ra một số điều như này, em cảm thấy cái điều nào, những cái được nào nhiều hơn. Và như này, ví dụ nếu em quan hệ thì nó sẽ có những cái này, cái được như này, cái mất như này. Còn nếu em không quan hệ thì sẽ thế này. Và bảo đấy, anh đưa ra hết tất cả, anh muốn điều tốt nhất cho em và em phải là người biết điều gì tốt nhất cho em. Thì lúc đó chị nghĩ là mọi chuyện nó lại tốt hơn, mà lại bạn em gái lại không cảm thấy là bị kiểm soát, bị kìm nén, bị cấm. Thắng nói với em gái là chỉ có tình bạn thôi chứ không có được yêu thì tôi nghĩ phí lắm. Tô Hữu đã viết rồi, người với người sống để yêu nhau, không yêu là nó phí, đúng không ạ? Bởi vì tình yêu là một cái thứ tình cảm rất là đẹp mà chỉ có con người mới có thôi. Vấn đề ở chỗ là đó có phải là tình yêu thực sự hay không. Và như nãy như mình nói đó, tình yêu thì nó cũng gắn với một thứ rất là trần tục, đó là tình dục. Sau cái tuổi dậy thì chúng ta thấy là cái năng lượng cơ thể nó phát triển rất là nhiều, và đặc biệt là cái khả năng làm bố làm mẹ của chúng ta nó trỗi dậy bằng cái hệ sinh sản, nó bắt đầu phát triển. Cho nên các bạn hay hỏi tôi là vậy cái năng lượng nó dùng đi đâu, thì tập trung vào việc học tập, thể dục thể thao, giải tỏa nguồn năng lượng vào nhiều mối quan hệ xã hội khác, công tác xã hội, giúp đỡ người nọ người kia. Còn lớn hơn một chút, cảm thấy mình có trách nhiệm rồi đó, thì mình quyết định thôi. Trong thực tế các thuật ngữ chúng ta dùng đó, nó có thuật ngữ bạn tình và người yêu. Như vậy có nghĩa là có những người họ không có tình yêu và cuộc đời của họ xác định là họ không muốn đi đến hôn nhân, cho nên họ vẫn có thể có những bạn tình. Và có những người họ xác định là họ phải có tình yêu họ mới quan hệ tình dục, thì họ có người yêu và họ quan hệ tình dục với người yêu của họ. Vậy mình có những thuật ngữ rất rõ ràng. Chính vì vậy người ta mới đề cập đến việc, một là tình dục là phải an toàn, hai cao hơn nữa là tình dục có trách nhiệm. Và an toàn ở chỗ là không lây bệnh cho nhau, các cái bệnh xã hội, các cái bệnh hiện nay thì mình biết rồi, và không để dẫn đến là có thai ngoài ý muốn, cả về mặt sức khỏe sinh sản, cả về mặt đạo đức xã hội sau này. Cho nên người ta phòng ngừa những chuyện đó thì mình phải biết tình dục an toàn. Còn hơn nữa, tình dục có trách nhiệm là chẳng những an toàn mà mình phải có trách nhiệm với cái người mà mình đã quan hệ, gắn bó với họ bằng cuộc đời, bằng cái mối quan hệ hôn nhân, vân vân. Vậy quan hệ tình dục hay không quan hệ tình dục đó là cái quyết định của cá nhân mỗi người. Như mình nói từ đầu, tùy thuộc vào văn hóa, phong tục tập quán và quan điểm về tôn giáo vân vân, thì mỗi người chúng ta lựa chọn một cách thức nào mà nó hợp lý, hợp tình với mình nhất, an toàn cho mình nhất và đem lại sự hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình. Theo ý mình thì khi mà một người họ đã trưởng thành, họ có độ chỗ dựa vững chắc về kinh tế, họ chịu trách nhiệm về cái hoạt động của mình, thì cũng không đồng nghĩa với việc là họ có thể quan hệ tình dục một cách phóng túng. Nên cho là giải pháp ở đây theo mình là phải đưa ra những cái điều kiện để được làm cái điều đó. Ngoài những cái việc như là Phương nói là phải có giáo dục giới tính, phải có kiến thức, phải có được những cái thông tin đầy đủ, hoặc là những cảm xúc, hay là những cái các bạn vừa nêu, thì mình nghĩ để mà hai người trẻ có thể phát sinh được một hành vi tình dục, thứ nhất là hai người ấy phải tự nguyện. Một trong hai người không tự nguyện theo tôi đến là không có đạo đức, mà có khi phạm pháp nữa đấy. Yeah. Thứ hai nữa là phải không làm tổn thương mình, không làm tổn thương nhau, và không làm tổn thương cả người thứ ba nữa. Ví dụ một người đàn ông có gia đình, được một cô gái trẻ dâng hiến, anh bảo đấy, tôi đảm bảo tiêu chuẩn là tự nguyện, nhưng mà đã làm tổn thương cái người thứ ba là vợ con anh ấy chẳng hạn, hay là cái người mà sau này sẽ làm chồng của cô ấy. Và ở đây như là tiến sĩ Linh Trang có nói, nó lại bao hàm cả những cái không làm tổn thương trong vấn đề bệnh tật và an toàn. Phải đảm bảo cả một trong hai người phải được công khai với nhau là có mắc bệnh gì hay không, ví dụ kể cả HIV chẳng hạn. Điểm thứ ba nữa là phải có trách nhiệm, và họ có đảm bảo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đấy hay không. Cảm ơn bác sĩ Lan Hải, cảm ơn sự chia sẻ của chị Trang rất là nhiều, cảm ơn Lan Phương, tất cả mọi người hôm nay đã đưa ra những cái ý kiến để mà mình làm sao cho cuộc sống của mình sẽ tốt hơn và tươi đẹp hơn. Cảm ơn tất cả sự tham gia và đóng góp ý kiến của quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là ngon giấc, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.